Hơn một tháng nay, ông Phan Văn Bên, 68 tuổi, ngụ thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, mất ăn mất ngủ vì bị Tòa án Nhân dân thành phố Cao Lãnh tuyên phạt 4 tháng tù giam, tội hủy hoại tài sản. Trước đó, ông Bên và vợ ly hôn, diện tích đất 562m2 gồm cây trồng và vật kiến trúc gắn liền với đất tại phường 4 thành phố Cao Lãnh, được tòa phân chia cho vợ ông sở hữu. Ông Bên không còn quyền trên diện tích đất đã được phân chia cho vợ. Ngày 31 tháng 1 năm 2023, ông Bên tự ý cưa hạ 6 cây xoài tại thửa đất nêu trên. Sau đó vợ cũ làm đơn gửi đến Ủy ban Nhân dân phường 4 yêu cầu bồi thường thiệt hại tài sản với số tiền 22 triệu đồng. Ông Bên đồng ý và bồi thường xong. Đến ngày 8 tháng 3 năm 2023, vợ cũ ông Bên tiếp tục làm đơn yêu cầu xử lý hình sự hành vi hủy hoại tài sản. Sau đó cơ quan chức năng thẩm định lại giá trị 6 cây xoài là 15 triệu đồng. Theo bản án của Tòa án Nhân dân thành phố Cao Lãnh, quá trình điều tra, bị cáo Bên đã thành khẩn khai nhận hành vi, đồng thời xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, ngày 22 tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố Cao Lãnh vẫn tuyên phạt bị cáo Phan Văn Bên 4 tháng tù. Tôi là người là lớn tuổi, hơn nữa là cái phạm tội ít nghiêm trọng, mà người không có tiền án tiền sự, lý lịch nhân thân tốt. Cha tôi là người là có công cách mạng, được nhà nước truy tặng huy chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhì. Thì bây giờ tất cả những tình tiết đó thì tôi cũng kính mong là ở trên xem xét để giảm mức hình phạt cho tôi, chứ tôi không bao giờ là chối tội. Tôi chấp nhận là mình đã vi phạm pháp luật. Tôi mong muốn rằng là được cho hưởng án treo để ở nhà tôi tự rèn luyện và đồng thời tự cải tạo bản thân của mình.